Đây là cái chính quyền San Francisco, hội đồng thành phố nè. Ở đây hội đồng thành phố nó có là 11 người, gọi là board supervisor ở San Francisco á. Anh quay bên trong cái tòa thị chính San Francisco cho anh chị coi. Đây ngoài có cái tượng, những cái tên cửa này, cái tên đây. Đây là cái tầng 1 của tòa thị chính San Francisco nè. Hôm nay có đám cưới, vào vô trong này để chụp hình. Tòa thị chính thì cũng cho người dân vô đây cho đám cưới chụp hình. Sáng có con cái rồi, bây giờ giống có người Việt Nam nè. Người Việt Nam áo dài, đám cưới. Bây giờ mình đi ra để biểu tình, đây nãy mình lên sớm á. Đây là khi đi vô rồi, cái chỗ này là xếp mình đi được vô. Triệu đồng bào Việt Nam đang sống dưới cái chế độ ác độc của Cộng sản, không có tự do, dân chủ và nhân quyền. Cái đó là cái nhục nhã nhất của chế độ Cộng sản. Vì vậy, những sự việc của Cộng sản đang chèn ép của đồng bào của chúng ta trong cái dịch Covid, Vũ Hán tại Việt Nam, chúng đã dùng cái chiến thuật quân đội để phát thực phẩm cho đồng bào, nhưng thực sự không có, mà chúng chỉ. Đây là cái quang cảnh đồng bào của mình đi đến tòa tổng lãnh sự của Việt Cộng ở San Francisco. Cái địa chỉ nó là 1700 California. Đây là sửa soạn để biểu tình, đây là đem cờ xí tới. Đây là sửa soạn là đang gắn cờ, gắn bảng hiệu rồi lên. Đây là cái địa chỉ của nó nè. Thì ở trong cái building này đó là 1700 California. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, là ngày lễ độc lập của Quỷ Đỏ, ăn mừng ngày chiến thắng hút máu đồng bào Việt Nam. Thành ra nó mừng quá, nó không có mở cửa cái tổng lãnh sự, nó đang ăn mừng, mà không thấy nó ăn mừng ở đâu. Thì đồng hương của mình ở cái vùng Bắc California, đặc biệt là San Jose nhiều, kéo lên nhiều hơn, muốn xe bus để biểu tình. Bây giờ sửa soạn để chương biểu ngữ rồi ra, vừa mới đến, đến sớm là 12 giờ rưỡi nhưng mà bây giờ mới có 11 giờ rưỡi à. Sớm. Đây đó là chuẩn bị thình làng để ra cái biểu tình, biểu ngữ là chuẩn bị xin dân ra. Hôm nay là ngày 2 tháng 9, ngày lễ của Cộng sản đó, ăn mừng không à. Bây giờ nó không có mở cửa lãnh sự, thành ra mình đến đây biểu tình thì không có nó. Xin lỗi người vô làm cầm một lá cờ Mỹ hoặc lá cờ Việt Nam, xin quý vị mỗi người cầm cho một lá cờ. Và chúng ta để một cái lối đi cho khách bộ hành. Chúng ta đừng làm cản con đường. Chúng ta khảo sát. Chúng ta đi lên. Cô,
Xin quý vị đứng sát phía bên trong bên này, chúng ta đừng đứng kia ngoài, chúng ta để phía bên ngoài. Thank you.